sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công an thành phố Hồ Chí Minh đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị. Trước buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng và nhân dân Việt Nam. 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng công an nhân dân, trong đó có công an thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Công an nhân dân đã khẳng định được vị trí, vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang 79 năm lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, thấm nhuần và thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có lực lượng công an nhân dân, cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà người đã trọn đời cống hiến, hy sinh, thực hiện thành công đường lối đổi mới, đưa nước ta từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội và sánh vai với các cường quốc năm châu như mong ước của người. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, lực lượng công an nhân dân trong đó có công an thành phố Hồ Chí Minh luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, theo đúng di nguyện của Bác. Việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, là đạo đức, là văn minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần tiếp tục thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7 đã đề ra, chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy Công an Trung ương đã tới dâng hoa tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực suốt đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, nhất là về sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu 7 tháng của năm 2024, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Tham dự cuộc làm việc, về phía Trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương. Đại biểu thành phố Hà Nội dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Thị Minh Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh nêu rõ, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, thủ đô Hà Nội đã nỗ lực vượt qua thách thức, đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, thành phố tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược. Trong đó, hoàn thiện trình luật thủ đô sửa đổi đã được Quốc hội thông qua, quy hoạch thủ đô, điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô đã được Bộ Chính trị, Quốc hội cho ý kiến. Với tinh thần năm rõ trong phân công thực hiện là rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ kết quả và ba rõ trong kiểm tra giám sát là rõ thẩm quyền và trách nhiệm, rõ quy trình tiến độ và kết quả, rõ kết quả kiểm tra xử lý. Thời gian tới, Hà Nội tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển thủ đô, đồng thời thực hiện các giải pháp đột phá, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy phát triển hạ tầng, từng bước cung cấp một số dịch vụ đô thị thông minh, phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Hà Nội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo một số nội dung liên quan triển khai thi hành luật thủ đô năm 2024, sớm phê duyệt quy hoạch thủ đô Hà Nội và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội, cho phép thí điểm mô hình phát triển đô thị thông minh, phát triển các tuyến đường sắt đô thị, các tuyến giao thông kết nối vùng, phát triển trục sông Hồng là trục không gian chủ đạo, để không gian sông Hồng trở thành biểu tượng phát triển mới của thủ đô, theo kết luận 80 của Bộ Chính trị. Kết luận tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được Bộ Chính trị tin tưởng, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đây vừa là vinh dự lớn, vừa là trách nhiệm nặng nề. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, với sự giúp đỡ, hỗ trợ của tập thể lãnh đạo thành phố, sự phối hợp của các bộ ngành trung ương, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội đã nỗ lực đạt kết quả nổi bật với các điểm sáng. Các đồng chí đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng, dọc ngang thông suốt, quyền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, như cố Tổng Bí thư đã nói. Thì cái đấy là cái tôi thấy ấn tượng nhất. Và cái này là cái chính là cái chi phối cho toàn bộ cái hoạt động của hệ thống chính trị và huy động sức mạnh của nhân dân. Rồi cái thứ hai là các đồng chí cũng đổi mới tư duy, rồi cải tiến, rồi đổi mới cái phương thức cách làm, luôn luôn sơ kết tổng kết, đánh giá, để rút ra những bài học kinh nghiệm. Bởi vì cái tinh thần là nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sức mạnh từ nhân dân. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội bám sát phương châm tư duy thủ đô, hành động Hà Nội để có những giải pháp đột phá hiệu quả hơn nữa, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, tập trung vào 5 trọng tâm. Để cụ thể hóa 5 trọng tâm này, Thủ tướng cũng gợi ý 10 nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện. Đẩy mạnh cái giải ngân vốn đầu tư công. Đấy. Và đặc biệt là quan tâm chỉ đạo hoàn thành cái đường vành đai 4 rồi các công trình trọng điểm. Làm mới các cái động lực tăng trưởng cũ truyền thống như là đầu tư, như tiêu dùng, như là xuất khẩu. Đấy. Tiếp tục làm mới các cái động lực tăng trưởng này. Nhưng mà đồng thời đẩy mạnh các cái động lực tăng trưởng mới ở các cái lĩnh vực mới. Như là kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm. Các ông chỉ phải đẩy mạnh hơn. Thủ đô Hà Nội có điều kiện để mà làm. Nâng cao các cái chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, như là cải cách hành chính, như là cạnh tranh của cấp tỉnh đấy. Cải cách hành chính, rồi sự hài lòng của người dân, chỉ số quản trị điều hành, vân vân. Thủ đô là các ông chỉ phải nằm trong top đầu. Cố gắng là nằm trong top 5 hoặc ít nhất nằm trong top 10. Đây là rất mong muốn cái này. Giải quyết vấn đề về hạ tầng đô thị. Từng bước, phải kiên trì, phải tích cực. Đấy. Như là vấn đề hạ tầng liên quan đến giao thông này, ách tắc giao thông này, hạ tầng y tế này, hạ tầng giáo dục này, hạ tầng xã hội này, đấy, hạ tầng môi trường này. Thì báo cáo với các đồng chí rồi hạ tầng cái an sinh xã hội, tập trung nâng tầm cái văn hóa của thủ đô, ngang tầm với lại cái truyền thống văn hiến nghìn năm này. Những cái di tích, những cái di sản là chúng ta phải khai thác. Đúng không? Chúng ta biến cái di sản thành tài sản. Tôi nói nôm na là như vậy. Và phải đẩy mạnh cái công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của thành phố lên. Nó vừa là văn hóa vừa là giải trí. Và chúng ta tổ chức tốt cái kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Phải có cái sự kiện gì, phải có cái gì để làm cho nhân dân phấn khởi, làm cho tạo cái động lực truyền cảm hứng cho người dân để thực hiện các cái nhiệm vụ mà chúng ta đã xác định. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tiếp thu ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô nhận thức sâu sắc rằng những kết quả đạt được trong thời gian qua, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô, Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Chính phủ và Quốc hội, sự giúp đỡ phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành trung ương. Bí thư Thành ủy khẳng định,
Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy và đóng góp nhiều hơn nữa với vai trò vị thế của thủ đô, trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại. Chúng tôi sẽ khẩn trương để xây dựng các chương trình, kế hoạch về đề án thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô theo chỉ đạo rất sâu sắc và toàn diện của đồng chí Thủ tướng Chính phủ. 5 nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm và 10 nhiệm vụ cụ thể từ nay đến hết năm 2024 và có thể là hết nhiệm kỳ phải tập trung để giải quyết. Trong thời gian tới thì thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Trung ương Đảng, của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo chính phủ và sự phối hợp hướng dẫn chặt chẽ của các bộ ngành trung ương để giúp cho Hà Nội có các cơ chế chính sách đặc thù nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Bộ Chính trị đã đề ra. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành cũng khẳng định sẽ đồng hành, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, cùng Hà Nội thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đầu tư các dự án công trình, triển khai các dự án giao thông, dự án bảo tồn, phát huy di sản, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của văn hóa gắn với phát triển du lịch. Cũng trong sáng nay, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị lần thứ tư Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh. Trong 7 tháng năm 2024, kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Hồng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò là vùng động lực, định hướng dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng đạt 7,21%, cao hơn bình quân chung của cả nước 6,42%, đứng thứ 3 trên 6 vùng kinh tế của cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 521.000 tỷ đồng, cao nhất và chiếm 41% tổng thu cả nước. Các bộ ngành địa phương cũng đã cơ bản hoàn thành 8 trên 8 nhiệm vụ quan trọng theo chỉ đạo của hội đồng. Tuy nhiên, vùng đồng bằng sông Hồng vẫn còn một số tồn tại, đòi hỏi phải tiếp tục tập trung khắc phục trong thời gian tới, như chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Khả năng chống chịu ứng phó trước các yếu tố tiêu cực từ bên ngoài chưa cao. Khoa học công nghệ chưa thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chưa hình thành được nhiều doanh nghiệp lớn làm chủ công nghệ ở các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, sản xuất chip bán dẫn. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Các nội dung liên kết vùng quan trọng như liên kết trong hạ tầng giao thông liên vùng và khu vực, nhất là đường sắt, liên kết đầu tư phát triển, khả năng kết nối, tích hợp kinh tế tỉnh này với tỉnh kia, đô thị và nông thôn, chuỗi giá trị toàn cầu, chuỗi giá trị quốc gia còn hạn chế. Chỉ đạo các nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hội đồng và các bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trong khi điều hành phải linh hoạt, hiệu quả trên cơ sở thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Hội đồng phải đổi mới tư duy điều phối vùng theo tinh thần, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Chính sách phải thông thoáng, hạ tầng phải thông suốt, quản trị phải thông minh. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng cùng thực hiện 5 tiên phong. Đấy, tôi đề nghị cái tiên phong thứ nhất là tiên phong trong đổi mới sáng tạo trong lập nghiệp. Đấy. Và trong ứng dụng khoa học công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ và kinh tế ban đêm, tiên phong trong cải cách hành chính, đấy. Rồi phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao cái năng lực thực thi và tăng cường cái công cụ giám sát kiểm tra, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đấy. Cắt giảm các cái thủ tục hành chính rườm rà phiền phức làm ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp, rồi làm tăng cái chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp. Và đặc biệt là đẩy mạnh cái đề án 06, huy động mọi cái nguồn lực xã hội, nhất là cái hợp tác công tư để phát triển vùng nhanh và bền vững. Cái tiên phong thứ năm là tiên phong trong cái thực hiện cái chính sách về an sinh xã hội, tiến bộ công bằng xã hội, trong bảo vệ môi trường, không hy sinh tiến bộ công bằng xã hội, không hy sinh an sinh xã hội, không hy sinh cái môi trường để chạy theo cái tăng trưởng đơn thuần, nhưng mà cũng không để ai
bị bỏ lại phía sau. Với tinh thần tiến công bứt phá trong triển khai các nhiệm vụ, đặc biệt với các nhiệm vụ chưa đạt, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương đặc biệt chú trọng thúc đẩy đầu tư công, góp ý dự thảo một luật sửa nhiều luật trong các lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư. Các địa phương triển khai thực hiện bằng được mục tiêu đã đề ra về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm tặng quà Đại tướng Nguyễn Quyết và bà Phan Thị Phúc, lão thành cách mạng tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, nhân kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng biết ơn và tri ân những đóng góp của Đại tướng Nguyễn Quyết trong quá trình tham gia hoạt động cách mạng. Đại tướng đã trải qua nhiều cương vị công tác, đặc biệt là khi làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô và đất nước. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến mong muốn, bằng kinh nghiệm và trí tuệ, Đại tướng Nguyễn Quyết sẽ tiếp tục quan tâm, động viên và hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền thành phố trong công cuộc xây dựng và phát triển của thủ đô đất nước. Tới thăm tặng quà lão thành cách mạng Phan Thị Phúc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của đồng chí Phan Thị Phúc tham gia hoạt động cách mạng. Đồng chí đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc đồng chí Phan Thị Phúc luôn mạnh khỏe, trường thọ. Chủ trương luân chuyển bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương theo quy định số 07 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã được triển khai thực hiện đồng bộ. Qua thực tiễn công tác, các cán bộ được luân chuyển về địa phương đã phát huy năng lực, tâm huyết, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tả Thanh Oai rất nhiều năm là điểm nóng của huyện Thanh Trì bởi những vi phạm trật tự đất đai không thể giải quyết. Nguyên nhân là do người đứng đầu cấp ủy, chính quyền là người địa phương nên nể nang, ngại va chạm. Huyện ủy Thanh Trì đã thực hiện thay thế cán bộ, nhất là hai vị trí người đứng đầu đảng ủy và ủy ban nhân dân xã. Được ban thường vụ huyện ủy phân công trách nhiệm vào giữ cương vị bí thư đảng ủy của xã Tả Thanh Oai. Trước tiên là tôi làm công tác củng cố cán bộ, đặc biệt có những công trình mà vi phạm thì đảng ủy xã ra nghị quyết giao nhiệm vụ cho ủy ban nhân dân thực hiện việc làm trước mắt là tuyên truyền vận động nhân dân làm sao dỡ bỏ, nếu không dỡ bỏ thì là ủy ban sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế. Chúng ta nâng chuyển toàn bộ thì nó sẽ giảm bớt được cái cục bộ địa phương này, cái bè cánh hoặc là một số những cái mà dòng họ cũng như là một số những cái mà từ trước đến nay chúng ta vẫn phải vấp phải để chúng ta làm tốt những công tác chính trị của địa phương. Sau gần 3 năm thực hiện quy định 07 của Thành ủy Hà Nội, Thành Trì đã thực hiện luân chuyển 12 trên 16 bí thư đảng ủy, 10 trên 16 chủ tịch, 16 phó chủ tịch không phải là người địa phương. Chủ trương này cũng đã phát huy hiệu quả rõ nét. Tìm hiểu về tâm tư, nguyện vọng, sở trường của từng đồng chí. Qua đó thì tổng hợp lại và lên kế hoạch luân chuyển điều động một số xã thị trấn đã tháo gỡ được trong cái khó khăn thực hiện các cái nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng, trong công tác đầu tư xây dựng rồi giải quyết vi phạm trật tự xây dựng đất đai. Tháng 10 năm 2022, ngay sau khi được điều động về làm bí thư xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, ông Liêm đã bắt tay ngay vào nắm bắt tình hình từ cơ sở, đồng thời tập trung xử lý những sai phạm tồn tại kéo dài. Nổi cộm nhất là vụ việc chợ Yên. Doanh nghiệp xây dựng chợ không đối thoại được với tiểu thương, trong khi công tác quản lý của chính quyền lại buông lỏng. Bởi vì mình không phải người địa phương, thì tất cả những cái mình đưa ra mình bàn trong ban chấp hành, trong thường vụ, thì nó sẽ công tâm, khách quan, dân chủ. Và những cái quyết định của mình thì nó mang tính công bằng. Đấy, nó không bởi vướng víu vào những cái họ hàng, rồi người thân. Đấy, thì mình sẽ làm một cách nó triệt để hơn. Rồi thì chỉ đạo nó sẽ mang tính quyết liệt hơn. Có những cái sự việc đã xảy ra mấy chục năm nay rồi, nhưng mà không giải quyết được. Khi chúng tôi điều động cán bộ đi về làm bí thư, làm chủ tịch, thì nó đã giải quyết được rất nhiều việc. Đặc biệt là cái xử lý cái tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Thực hiện quyết liệt chủ trương bố trí cán bộ không phải là người địa phương. Đến nay, toàn thành phố đã có 28 trên 30 bí thư quận, huyện, thị ủy, 22 trên 30 chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã không phải người địa phương, có 68,39% bí thư cấp ủy, 61,13% cán bộ là phó bí thư thường trực, phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện không phải là người địa phương, 45,9% phó bí thư thường trực, phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã không phải người địa phương.
yêu cầu quan trọng của nó là đội ngũ cán bộ ở các lĩnh vực nào thì phải đáp ứng được về vị trí việc làm, về trình độ chuyên môn và đặc biệt là cái khả năng làm việc, kết quả thực hiện. Và cái điều chuyển cán bộ thì không nhất thiết phải theo nhiệm kỳ, không nhất thiết phải hết thời hạn công tác mà theo yêu cầu thực tế. Và trong đó thì quan tâm để bổ sung điều động cán bộ ở về những nơi khó khăn, phức tạp, cán bộ có năng lực trình độ để tập trung giải quyết những vấn đề thực tế ở địa phương, ở ngành đó. Với sự chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh việc luân chuyển cán bộ từ nơi khác về giữ vị trí người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, Hà Nội đã tạo nên đột phá trong công tác cán bộ, mang lại những luồng gió mới cho cơ sở, tạo được sự đồng thuận, tăng niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Thưa quý vị, còn khoảng một tháng nữa là đến thời hạn tắt sóng 2G tại Việt Nam. Thông tin từ Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết là hiện lượng thuê bao chỉ sử dụng mạng 2G giảm nhanh những tháng gần đây, nhưng vẫn ở mức tương đối lớn, với khoảng 11 triệu thuê bao còn đang hoạt động. Trong số này thì hầu hết đã được nâng cấp sang loại SIM hỗ trợ 3G, 4G. Vấn đề còn lại là nằm ở thiết bị. Đến ngày 15 tháng 9, khi thời hạn tắt sóng 2G diễn ra, thuê bao có nguy cơ không thể hoạt động nếu không nâng cấp máy. Điều này đòi hỏi các cơ quan liên quan cũng như nhà mạng cần có biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ để người dùng chuyển đổi thiết bị. Ông Thìn đã sử dụng điện thoại cục gạch nhiều năm nay và là chủ sở hữu của một trong hơn 11 triệu thuê bao 2G còn đang hoạt động. Chỉ dùng điện thoại để nghe và gọi, ông vẫn chọn đổi điện thoại phím bấm cho quen thuộc. Đây là máy mới ạ. Rồi. Cho chú xem. À, tôi nghe cái nhà mạng là tới đây là đổi, thay đổi. Từ 2G đến 4G. Thế là tôi nghe thế là hôm nay tôi đến tôi đổi. Nhân viên rất là chu đáo, nhiệt tình, nhanh chóng. Còn với bà Hường, con cháu ở xa, trước kia gọi điện chỉ nghe thấy tiếng. Lần này bà quyết định dùng thử điện thoại thông minh để mỗi khi liên lạc với người thân ở xa còn được nhìn thấy mặt. Được nhà mạng tư vấn cho cái điện thoại thông minh để đổi miễn phí. Trong 11 triệu thuê bao 2G vẫn đang tồn tại, có nhiều thuê bao vẫn hoạt động thường xuyên do chủ của nó không có nhu cầu lên đời điện thoại mới. Thì một phần nó cũng là một cái kỷ niệm và một phần nữa thì nó là máy phụ của mình. Thì mình dùng máy đấy cho nó nhỏ gọn. Chúng tôi cũng tiến hành là tăng cường ca kíp rồi phân luồng khách hàng để hỗ trợ khách hàng một cách nhanh nhất và giải thích những cái chương trình cho khách hàng, đặc biệt là khách hàng lớn tuổi. Hiện nay các nhà mạng đang đẩy mạnh chương trình hỗ trợ chủ thuê bao 2G nâng cấp điện thoại với nhiều ưu đãi hấp dẫn, kể cả là đổi miễn phí 0 đồng. Theo Cục Viễn thông, việc dừng công nghệ 2G, 3G là xu thế chung của thế giới. 37 nước đã hoàn thành dừng 2G. Còn lại đặt mục tiêu vào năm 2028 đến 2030. Việt Nam dừng công nghệ 2G trong năm 2024, sau đó tắt toàn bộ mạng vào 2026, trước khi tiến tới dừng công nghệ 3G năm 2028. Xin chuyển sang các tin tức quốc tế. Các nhà hòa giải quốc tế đang thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin ở dải Gaza, gồm Qatar, Mỹ và Ai Cập, hôm qua đã ra tuyên bố chung cho biết các cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày tại Doha đã kết thúc trong bầu không khí tích cực và cho thấy tiến triển mang tính xây dựng, trong khi cả Israel và phong trào Hamas của Palestine đều tuyên bố vẫn còn bất đồng về một số vấn đề chính. Tuyên bố cho biết một đề xuất đã được các bên trung gian gửi tới Hamas và Israel, phù hợp với các nguyên tắc của nghị quyết số 2735 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn, ngay lập tức, toàn diện và triệt để, ở Gaza để chấm dứt xung đột. Tuyên bố cũng cho biết các quan chức chính phủ cấp cao của Qatar, Mỹ và Ai Cập sẽ tổ chức các cuộc đàm phán tại Cairo trước cuối tuần tới với mục tiêu hoàn tất thỏa thuận. Tuy nhiên, một quan chức Israel tham gia đàm phán đã nói với các phương tiện truyền thông rằng mặc dù các cuộc đàm phán ngừng bắn mới nhất tại Doha đã đạt được một số tiến triển, nhưng Israel và Hamas vẫn bất đồng về quyền kiểm soát hành lang Netzarim, một lối đi do Israel gây dựng chia Gaza thành hai phần, và hành lang Philadelphia dọc biên giới Gaza, Ai Cập. Về phần mình, một quan chức cấp cao của Hamas cùng ngày cho rằng đề xuất do các nhà hòa giải quốc tế đưa ra không phù hợp với đề xuất mà Hamas đã đồng ý vào đầu tháng 7, đồng thời cáo buộc Israel đã thêm các điều kiện mới để trì hoãn thỏa thuận.
Một nguồn tin ẩn danh của Hamas nói rằng phong trào này sẽ không chấp nhận các điều kiện mới của Israel. Xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt trên nhiều mặt trận. Nga tuyên bố hôm qua đã giành được quyền kiểm soát một khu định cư của Ukraine, trong khi Kiev cho biết đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã kiểm soát khu định cư Segajevka ở khu vực Donetsk của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố rằng trong tuần qua, họ đã sử dụng vũ khí và máy bay không người lái có độ chính xác cao để thực hiện 17 cuộc tấn công theo cụm nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp và sân bay quân sự của Ukraine. Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ thành công một trực thăng Mi-8 và 543 máy bay không người lái của Kiev. Nga cũng đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine tại Kursk. Đơn vị không quân Nga đã nhắm vào lực lượng dự bị của Ukraine ở vùng Sumy, đông bắc Ukraine, cũng như các kho vũ khí và nhiên liệu. Ngoài ra, quân đội Nga đã tiêu diệt một số nhóm cơ động của Ukraine đang cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày giữa hai bên đã xảy ra 75 cuộc đụng độ. Khu vực Pokrovsk đã chứng kiến những trận giao tranh ác liệt nhất. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi thành công 17 cuộc tấn công của Nga, trong khi giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở các khu vực khác. Hôm nay, lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Indonesia được tổ chức tại cung điện Garuda ở thủ đô mới Nusantara với sự tham dự của Tổng thống Joko Widodo và Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto cùng các thành viên nội các. Đây là hoạt động đầu tiên mang tầm quốc gia được tổ chức tại thủ đô mới và đánh dấu sự khởi đầu của quá trình rời thủ đô khỏi Jakarta. Thực tế, hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng còn hạn chế và dự án thủ đô mới hoàn thành được khoảng 15-20% khối lượng xây dựng. Vì vậy, số người tham dự buổi lễ chỉ khoảng 1.300 người thay vì 8.000 đại biểu như dự kiến ban đầu. Trong khi đó, Phó Tổng thống Maruf Amin và Phó Tổng thống đắc cử Gibran Raka Buming Raka đã tham dự một buổi lễ diễn ra đồng thời tại Cung điện Nhà nước Merdeka ở Jakarta. Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Indonesia cũng diễn ra ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là sự kiện được người dân mong chờ, mang ý nghĩa đặc biệt khi được đồng thời tổ chức ở cả hai thủ đô của quốc gia vạn đảo. Trong đó nhiều tuần, cả Jakarta và Nusantara đều chạy đua với thời gian để tạo nên một diện mạo tươi đẹp nhất cho ngày lễ lớn của đất nước.